ban nhân dân thành phố Vũng Tàu tổ chức hội nghị công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Nam Vũng Tàu. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, quy hoạch đô thị Nam Vũng Tàu được phê duyệt 18 năm trước không còn phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội hiện tại của địa phương. Do đó, việc điều chỉnh quy hoạch này là yêu cầu tất yếu. Trên cơ sở kế thừa những yếu tố phù hợp từ quy hoạch cũ, đồ án mới điều chỉnh một số phân khu, tạo các điểm nhấn quan trọng, từ đó định hình đô thị Nam Vũng Tàu trở thành vùng lõi của thành phố, là cơ sở để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch cho thành phố Vũng Tàu. Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Nam Vũng Tàu được nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch với quy mô hơn 887 ha. Theo đồ án, khu đô thị Nam Vũng Tàu được định hướng cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị theo hướng bảo tồn cấu trúc không gian đô thị truyền thống, bảo tồn công trình kiến trúc, cảnh quan và hệ sinh thái có giá trị. Khu đô thị này được phân thành 7 khu chức năng, gồm khu trung tâm đô thị, khu ở hiện hữu xen lẫn cải tạo, chỉnh trang, khu ở ven chân núi nhỏ, khu công viên cây xanh, thể dục thể thao, khu ở mang giá trị cảnh quan và khu thương mại, dịch vụ, du lịch.